Các bác sĩ sản khoa cho biết u xơ tử cung là bệnh khá phổ biến ở chị em phụ nữ. Có những thống kê cho thấy có khoảng 50% phụ nữ ngoài 30 tuổi mắc bệnh lý này. Ở phụ nữ ngoài 50 tuổi, tỷ lệ này có thể lên tới 70%. Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh cũng có xu hướng tăng và trẻ hóa. Lo ngại hơn là nhiều chị em do tin các quảng cáo tự ý uống các loại collagen hoặc thuốc nội tiết mà không có sự tư vấn của các bác sĩ đã khiến u phát triển to hơn mà lại không biết. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thị Thu Huyền, trưởng khoa phụ ngoại, phụ nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Thọ cho biết, mỗi năm khoa thực hiện phẫu thuật cho gần 1.000 ca u xơ tử cung, u buồng trứng. So với năm 2020, con số này tăng lên khoảng 30%. Điều đáng nói, trong số các bệnh nhân đến khám và phải phẫu thuật, thì có rất nhiều người đã từng tự ý uống một loại collagen hoặc một thuốc nội tiết nào đó mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Vì bây giờ cái thực phẩm chức năng mà collagen thì nó quá tràn lan và không kiểm soát được nguồn gốc. Vì nó khi đó là bảo vệ thì nó không có qua của Bộ Y tế. Nên chính vì thế bây giờ mà cái tỷ lệ hàng giả hàng nhái của collagen nó quá nhiều. Và đúng là bản thân như ở viện của chị ạ, thì những cái năm khoảng 3 năm gần đây, gần như mổ u xơ chị thường hỏi các bạn ấy xem các bạn có uống thuốc gì không. Tất nhiên là không phải bạn nào cũng uống, nhưng cái tỷ lệ mà các bạn u to lên nhanh do uống collagen mầm đậu nành cũng rất là nhiều luôn. Các bác sĩ cho biết, khi bị u xơ tử cung, tùy vào kích thước của khối u, các bác sĩ sẽ chỉ định nội soi, mở mổ hoặc phẫu thuật cắt tử cung bán phần. Nhược điểm của các phương pháp này là gây mất thẩm mỹ, bệnh nhân bị mất máu nhiều hơn, ảnh hưởng tới tử cung, thậm chí có thể gây mất khả năng sinh sản. Để khắc phục những nhược điểm trên, thời gian qua, phương pháp đốt sóng cao tần trong điều trị u xơ tử cung đã được một số cơ sở y tế đưa vào áp dụng. Đây là phương pháp xâm lấn cực kỳ tối thiểu, cho phép phụ nữ bảo tồn tử cung, giữ lại khả năng sinh sản. Tại thì ở bệnh viện đã điều trị được cho khoảng 10 bệnh nhân. Và sau khoảng 1 tháng, những bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi khám lại sau 1 tháng thì kích thước khối u đã giảm lên tới khoảng 80%. Vậy thì chúng tôi đánh giá là mà sau khi mà điều trị về, bệnh nhân không ảnh hưởng đến công việc và hoàn toàn đi làm được trở lại ngay như bình thường. Chính vì thế nên là chúng tôi cảm thấy là đang áp dụng cái phương pháp này đang rất là lợi thế cho những người bệnh mà đang u xơ tử cung, nhất là những cái bạn mà trẻ tuổi. Bệnh nhân này có khối u xơ tử cung kích thước 6,5cm và đang phát triển nhanh. Với tình trạng sức khỏe kể trên, thông thường bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật để bóc u xơ. Với phương pháp điều trị đó, tử cung của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng, việc có con sau này sẽ gặp khó khăn. Tôi rất là sợ nếu như mà phải mổ như là mổ đẻ ấy, thì nó sẽ mất máu nhiều, thấy sức khỏe mình thì cũng yếu, rồi là cũng ảnh hưởng về nội tiết, rất là nhiều vấn đề đằng sau đấy. Thì bây giờ là có cái phương pháp mới này có rất là nhiều lợi thế cho bệnh nhân, và tôi cảm thấy cái phương pháp này khá là tốt đấy ạ. Đối với những cái khả năng mà bóc u xơ và trên nội soi mà rơi khoảng 6cm như vậy mà bạn lại u thành sau, chính vì thế nên nếu bóc nội soi thì là khó thành công hơn, mà mình sẽ phải chuyển sang mổ mở. Mà khi mà chuyển sang mổ mở thì để lại những cái vết sẹo rất là dài ở trên thành bụng. Đối với những cái cháu mà những cái bạn mà nhỏ tuổi như vậy thì ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều và làm cho cái tâm lý của cháu nó cũng sẽ không tốt được khi mà mình điều trị bằng sóng cao tần. Vì sóng cao tần mình có một cái lợi thế là mình không để lại sẹo gì cả, không có một cái gây một cái vết thương vì mình đi qua đường âm đạo. Đấy, nó lợi thế là như vậy. Các bác sĩ cảnh báo, ở phụ nữ mang thai, nếu bị u xơ tử cung có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, đẻ non, gây ra máu nhiều trong khi mang thai, có thể dẫn đến thai chậm phát triển, thậm chí thai lưu. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện và điều trị sớm nếu có bệnh lý bất thường. Bên cạnh đó, không nên dùng bất kỳ loại thuốc hay sản phẩm tăng cường nội tiết tố, collagen khi chưa có sự chỉ định, tư vấn của bác sĩ. Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đã tiếp nhận một trường hợp có tiền sử sỏi thận nhiều năm. Người bệnh không nghe chỉ định điều trị của bác sĩ, tự điều trị thuốc nam dẫn tới ngộ độc gan nặng. Bệnh nhân nam 49 tuổi ở Hà Nội nhập viện nhiệt đới Trung ương do chỉ số vàng da tăng cao. Bệnh nhân có tiền sử bị sỏi thận nhiều năm. Tuy nhiên, bệnh nhân không thường xuyên khám và điều trị. 10 năm trước, bệnh nhân từng uống thuốc nam và đi tiểu ra sỏi. Từ đó không đi khám và không thấy đau. Gần đây, trong lần đưa người nhà đi khám, anh tranh thủ vào siêu âm, có kết quả sỏi thận nhiều hai bên. Sau đó, anh về nhờ hàng xóm mua hộ thuốc nam không rõ nguồn gốc, không nhãn mác về điều trị sỏi thận. Uống được nửa tháng, thấy trong người mệt mỏi,
ăn kém vàng da tăng dần mới chủ động đến cơ sở y tế để khám, được siêu âm xét nghiệm phát hiện ngộ độc gan. Bệnh nhân nhập viện điều trị sau một tuần tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số vàng da tăng cao. Kết quả siêu âm thận có nhiều sỏi. Sỏi lớn nhất có kích thước lên đến 2,4cm. Sau thời gian điều trị, tình trạng vàng da của bệnh nhân cải thiện rất nhiều. Các chỉ số men gan và bilirubin cũng giảm dần về chỉ số bình thường. Còn về lâu dài, bệnh nhân cần can thiệp tán sỏi để giải quyết tình trạng sỏi gây tắc nghẽn. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đã vào mùa mưa, ngành y tế ghi nhận khuynh hướng gia tăng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo nếu không phòng dịch tốt, đặc biệt là trách nhiệm của địa phương trong công tác giám sát cộng đồng, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết là rất cao, sẽ kéo theo nhiều ca nặng và tử vong. Ghi nhận từ đầu năm 2024 đến đầu tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 4.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao, gồm quận 1, quận 7, quận 8, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức. Trong tuần qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát thực tế ở 12 điểm nguy cơ tại một số địa phương. Kết quả 17% điểm có phát hiện lăng quang. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo các vật dụng chứa nước ngoài trời và ngay cả những đồ vật ít được chú ý như chậu cảnh, lọ hoa, khay hứng nước điều hòa cũng đều là nơi phát sinh lăng quang, muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, dự báo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết cũng sẽ tăng cao trong thời gian tới, đặc biệt cảnh giác dịch sốt xuất huyết bùng phát ở hơn 8.000 điểm nguy cơ trên toàn thành phố. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mỗi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Khi phát hiện địa điểm có nguy cơ phát sinh lăng quang, người dân cần nhanh chóng phản ánh địa chỉ cụ thể lên ứng dụng y tế trực tuyến để được xử lý. Mới đây tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phá thành công chuyên án bắt đồng loạt 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm Lương Thị Đa, Lô Mai Sáo, Nguyễn Văn Thái, Vi Văn Còng và Dên Văn Ngọc, tất cả đều trú tại huyện Tương Dương. Tang vật thu giữ gồm 988 viên ma túy tổng hợp, 39,9 gam heroin, 9 súng tự chế, 12 dao kiếm các loại, 10 điện thoại di động, 5 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, phá rỡ 5 lán trại do các đối tượng dựng trong rừng. Qua điều tra xác định, nhóm đối tượng này thường xuyên cấu kết, móc nối với các đối tượng bên kia biên giới, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây từng có tiền án tiền sự về ma túy và luôn trang bị vũ khí nóng nhằm chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tương Dương tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.